Tiếng súng đã nổ ra khá nhiều đến từ cả hai bên rồi, và đây là cơ hội để cho họ đẩy. Và với New FP, chủ động muốn mở cánh HS knock out vị trí của Lê Claw. Một tiếng phơm sẽ có đây và quả nết trên tay HS hướng thẳng vị trí của Lê Claw. Vẫn chưa đủ đam để gạt đi được vị trí của Lê Claw, nhưng hai quả nết được nhồi vào. Nan knock out vị trí Seoul, một tiếng đổi mạng nhanh từ cả hai bên. Và cũng rất gọn thôi, một kill được đưa về cho vị trí của Seoul. Và với New FP, lần này họ không được ủng hộ vòng bo nhiều nhưng sẽ có cho mình một quyết định di chuyển vòng bo tương đối ổn. Bên cạnh New FP bây giờ sẽ là Patrick Rhodes và cả team Liquid nữa. Trong đó KPI, vị trí em mình bị knock out bởi Simple. Tiếp tục là Simple khi bắt thêm vị trí Drapking nữa, nhưng KS thằng là quá gọn từ vị trí của Ibiza. Vâng, rõ ràng trong một sân chơi có quá nhiều hào thủ, nếu không firm nhanh đi thì kiểu gì cũng sẽ bị bắt lẻ thôi. Jim xuất hiện và Captain bị firm ngay. Vâng, điểm số gần như là free hoàn toàn cho team Liquid, và đó là top 15 dành cho KPI. Cứ phi, lúc khi cảm thấy ổn thì sẽ dừng đây, cái hop này đẹp. Hop này ổn, hop này ổn, nhưng mà Global Esports sẽ có vẻ cũng đang nhìn sang được nữa. Còn với Na'Vi, vâng, chạy vào bên trong bo, và trước mặt đang là team Liquid. Liệu sẽ là free điểm hay không đây? Quyết gì chứ, đang cồi máu. Alia thì cứ tiếp tục đẩy thẳng vào thôi. Và Jim vị trí bài thợ quá đẹp như thế này, không ăn được nữa thì thôi đấy. Và vừa rồi Ibiza xuất hiện knock out chí của Alia. Jim bây giờ nhoi lên bắt thêm vị trí Quyết gì. Na'Vi còn một người từ vị trí của Simple. Bo 4 rồi, vâng, còn bao nhiêu? Một cái first và 8 cái bandit. Hết, thế là hết, và thế là hết. Quét cánh thật sự là quá khó chịu đến từ Gen Z, nhưng họ vẫn chỉ đang check về những cái khu vực mà có người đang phải nằm ôm bụng thôi. Nhưng vừa rồi clip knock out Ether. Vâng, Gen Z check cả ba người, nhưng ba người cùng nhìn về một góc thì hở ra một người cũng là rất dễ dàng thôi. Nhưng quả nết tốt quá đi đến từ Asura, và top 13 dành cho team Liquid. Gen Z sẽ có cơ hội cứu lên người đồng đội của mình là Ether. Sẽ tiếp tục di chuyển vào bo từ đại diện của Hàn Quốc. Chúng ta hãy cùng đến với cả diễn biến tại góc 10 giờ của bản đồ đi. Quan đã góc 1 giờ cũng đang có giao tranh, và Yuren là cái tên cuối cùng của Kaixin. Lại là câu chuyện giữa Kaixin và Fury, hai đội tuyển đang dẫn ở vị trí thứ 15 và 16 trên bảng xếp hạng. Họ đụng độ với nhau, và lần này thì chiến thắng thuộc về anh chàng Yuren. Fury sẽ chỉ còn lại cho mình 3 thành viên thôi. Vậy là đã trả thù được một người rồi, tuy nhiên vẫn còn một quãng đường khá dài. Và quãng đường đó có lẽ sẽ phải để game thi đấu sau, khi bây giờ thì Kaixin dừng chân ở vị trí thứ 12. Một viên ốp được bắn ra từ vị trí của Birdie. Tuy nhiên thì vẫn chưa để hạ gục được bất cứ một ai cả, khi mà Lu đã hạ gục được anh chàng Erlau, và Birdie cũng đã phải nằm với quả nết tới từ Perfect Kiss. Khó rồi, Vitus Pro họ đang hủy diệt đội hình các thành viên bên phía của team Solomid. Và lúc 12 cũng như là Penta sẽ là những cái tên còn lại. Perfect Kiss vẫn đang muốn đẩy, thậm chí là vị trí của Spyro phía sau lưng cũng vậy. Tình huống vừa rồi là headshot luôn lúc 12. Đáng tiếc là chúng ta không có được góc nhìn toàn cảnh ở trong pha di chuyển thi đấu vừa rồi. Cái tên còn lại cuối cùng bên phía TSM sẽ là Penta, cố gắng để sinh tồn sau chiếc xe Mirado này. Phía sau lưng là các thành viên bên phía Fury, tuy nhiên ở góc bắn này thì Fury sẽ không thể focus được anh chàng Penta. 11 team của 34 tuyển thủ còn lại ở phase thứ 5, và nó cũng sẽ dần kết thúc trong khoảng 50 giây nữa khi vòng bo thứ 6 đi vào. Các team bám viên bo như En hay Ghibli hay Heroic nữa đều có thể nhìn xa được nhau. Vừa nhắc đến một chút thôi thì đã có người phải nằm rồi. Ghibli có mặt vị trí của thích thú phía En. Tiếp tục là Rustan mà phải nằm lại ông xuống của Edder. Vâng, En trong sân chơi này rõ ràng là họ đã quá yếu thế hơn so với những đại diện còn lại. Nhưng vừa rồi bất ngờ xuất quả nết của Pet bắt được vị trí của Edder phía Ghibli. Ghibli mải miết nhìn theo những người Phần Lan mà quên đi phía sau lưng mình là Heroic. Dicker còn một tiếng chơi solo 1v1 với Dicker và cả vị trí của Renba. Vị trí lộ ra rồi, nhấp nhả sẽ là khéo hơn vị trí Dicker. Renba thì quá khó, và top 11 dành cho Ghibli. Hai kill cho En. Những cái cơ hội còn lại của họ cũng đang dần thụt lùi đi khi mà Heroic đang đẩy thẳng đến từ vị trí của Pet. Còn với diễn biến của Pio và những người đồng đội còn lại trong mình màu áo Genji, họ muốn công và Patrick Cross đây sẽ không phải là quyết định hợp lý đâu. Những quả lựu đạn được trả ra cực kỳ là đánh đá từ vị trí của Mew, và ngay lập tức nó đã hạ gục được một thành viên ở phía team Genji. Tiếp tục là đẩy ra tới Iceland, và Asura là cái tên tiện phải nằm xuống. Đáng tiếc Xavier là người còn phương được điểm kill vừa rồi, và cuối cùng thì sự xuất hiện của các thành viên phía team Vitus Pro, Bartolins kết thúc được vị trí của anh chàng Kenan trong báo Space Station Gaming, và đồng thời là Na'Vi cũng dừng chân ở vị trí thứ 10. Trong khi đó thì HS trả một quả lựu đạn vào trong quả khói và knock out được thành công bên chàng Minh Di. Drive by từ chủ tịch Iceland, và ngay lập tức có cho mình được một điểm hạ gục. New Happy sẽ chỉ còn lại một mình vị trí của mình thôi. Tuy nhiên Kureshi từ Heroic cũng đang liên tiếp trả những lượng sát thương vào vị trí combat này. Và quả lựu đạn vừa rồi hạ gục thành công với Aceleb, mặc dù sau đó tiếp tục là cái tên Xavier, mà thêm một trái lựu đạn nữa được trả ra từ Kureshi. Patrick Cross cũng ngay lập tức dừng chân ở vị trí thứ 8. Và chúng ta sẽ chỉ còn lại đó là 6 đội tuyển với 17 player thôi. Những quả lựu đạn của các tuyển thủ vẫn đang tỏ ra cực kỳ là lợi hại. Vừa rồi thì Perfect Kiss tiếp tục phải nằm xuống, và thậm chí là một quả lửa trả ra sẽ confirm được điểm kill này. Xavier lại thể hiện kỹ năng táp của mình với cầu mini. Lần này anh chàng phải nằm là các team viên bên phía của team Vitus Pro. Bò thật nhanh khi vòng bò chúng ta đã xuất hiện rồi. Xong rồi, một tiếng xây.
sao được đấy, nhưng tốn nhiều đạn quá đi thôi. Bắn sau lưng chưa bao giờ là dễ cả. Và vâng, trong tình huống vừa rồi thì Dicker đã thể hiện cho ta được cái điều đó. Và ngay sau đó thôi thì VTurbo dự định top thứ tư. Ba team còn lại vẫn đang đầy đủ lượng nhân sự. Heroic knock out phát của Fury. Fury còn hai góc này, những inside đổi mạng của T-Bone. Bắt được đúng tay súng chủ lực rồi. Phần nào đó cũng là thành công của Fury. Nhưng dẫu sao ngoài kia thì VTurbo có thể chớp cái thời cơ này. Bimmy bắt được vị trí inside. Và với Fury xích còn lại một mình anh chàng Ikamukao nữa thôi. Một góc bám sát viền bóng bò. Global Esports đang đứng cười hoàn toàn. Sau khi tôi đã nhớ nhầm một chút, khi mà VTurbo đã dừng lại top thứ tư thì Global Esports Z bây giờ mới là đội tuyển họ được hưởng cái vòng lợi thế này. Một góc quá nhạy cảm và paid focus vào hoàn toàn. Có lẽ nên từ bỏ về vị trí của Gennan. Tiếp tục bám sát tình huống này khi đây là phase thứ 9. Và ôi quả nết kìa, có độ chính xác tương đối cao. Cấu vào Crazy và tiếp tục là SS Star. Và như vậy phần đó cũng cân bằng hơn về lượng nhân sự rồi. Nhưng Gennan vẫn còn có một cái chạm từ người đồng đội của mình nữa. Heroic khá là hết hốp trong tình huống này. Tiếp tục nết được nhồi vào. Không, đây chỉ quả smoke mà thôi. Vâng, Gennan sẽ được cứu lên. Và Global Esports Z vẫn sẽ bảo toàn lượng nhân sự với 4 người. Trong khi mà Heroic, việc cứu lên đồng đội cũng không phải là dễ dàng chút nào cả. Khi Kurosi confirm 2 vs 4, để tin vào một tiếng clutch thì có lẽ tôi nghĩ rằng chỉ có Linux trong tình huống này mới clutch được thôi. Chứ Bimmy hay Pet thì khó lắm. Vẫn phải mong chờ những màn thể hiện tới từ các thành viên của Heroic. Cứu dậy được Gennan sẽ là một trong những tình huống key play của các thành viên Clex trong pha thi đấu này. Liên tiếp những quả lựu đạn được trả ra vào một vị trí mà Heroic không có phạm vi di chuyển, và Pace đã nằm. Pimmy ở đây cũng sẽ nối góp với đồng đội của mình và tôi, và top 1 đến với Global Esports với 8 kill.